Cây cúc vạn thọ thì có khá là nhiều tác dụng chữa bệnh. Về hình dáng của cây thì nó sẽ có chút thay đổi về màu sắc của hoa hoặc là số lượng cánh hoa. Tuy nhiên thì vẫn có chung một tác dụng thôi. Cây cúc vạn thọ thì được trồng rất nhiều trên khắp cả nước. Ngoài việc trồng làm cảnh ra thì cúc vạn thọ còn có nhiều tác dụng chữa bệnh nữa. Nhân dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ấy thì thường dùng hoa cúc vạn thọ để mà chữa lị bằng cách là dùng 10 cho đến 15 gam hoa cúc vạn thọ giã nát trộn với ít đường để chữa kiết lị. Đây nha, cách chữa kiết lị rất là đơn giản thôi, chỉ cần dùng 10 cho đến 15 gam hoa cúc vạn thọ giã nát rồi trộn với ít đường để mà uống mà chữa kiết lị nha. Còn để chữa hen ấy thì dùng hoa cúc vạn thọ, rau cần trôi, nhân trần, củ tầm sét thai lai tía, dễ bạch đồng nữ, tinh che mỡ, mỗi vị là 10 gram, thái nhỏ phơi khô, sắc uống trong ngày. Đây chính là cách chữa hen nhé. Còn ở các nước trên thế giới thì người ta cũng dùng cây cúc vạn thọ này để chữa bệnh. Trong y học dân gian Ấn Độ thì người ta dùng nước hãm của cúc vạn thọ để mà trị thấp khớp, cảm lạnh, viêm phế quản, còn uh, cao chiết từ dễ thì có tác dụng nhuận tràng, lá được dùng để trị rối loạn chức năng thận, đau cơ và đắp trị mụn nhọt. dịch lá ép thì dùng để trị đau tai, lá và hoa dùng để điều kinh. nước hãm của lá là thuốc trị run, lợi tiểu và gây trung tiện. hoa cúc vạn thọ dùng để trị bệnh về mắt và lở loét. còn ở Algeria thì nhân dân dùng cây cúc vạn thọ để mà làm thuốc lọc máu